Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với kênh Dịnh Phát ngày hôm nay 6 tháng 3 năm 2019 và sau đây là bản tin tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì lý do kỹ thuật nên là mình không share hai màn hình được, máy nó có cái dấu hiệu lắc cũng như là nó bị giống như hôm bữa. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ chấp nhận cái vấn đề hình ảnh có vẻ là nó sẽ không có được mượt mà, chuyên nghiệp, nhưng mà quan trọng là chất lượng của chương trình thông tin đến tất cả các bạn, miễn sao mà nó âm thanh nó ok là được ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với lại tình hình thế giới. Có một cái tin là Hàn Quốc thì nghi Triều Tiên khôi phục một phần khu tên lửa. Rồi thì ông Trump tăng 51 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú. Rồi tỷ phú Michael Bloomberg thì bỏ cái định tranh cử tổng thống Mỹ. Rồi vì sao thâm hụt thương mại Mỹ tăng 100 tỷ USD trong năm 2018? Cái thâm hụt thương mại tức là cái vấn đề nhập khẩu nó bị tăng lên. Ok, nói chung là những cái tin tức này thì có mỗi cái tin tức mà Hàn Quốc á, nghi Triều Tiên khôi phục một phần khu thử tên lửa thì nó sẽ có ảnh hưởng ha. Còn những cái phần khác thì nó không sao hết. Những cái khác thì mang đến chất là thời sự thôi, không có gì cả. Chúng ta sẽ đến với các chỉ số. Ngày hôm qua Dow Jones thì giảm nhẹ thôi, 0,05%, tương đương với lại mười mấy điểm thì coi như là tham chiếu. Các chỉ số khác thì có cái mức giảm nó cũng tương đối là đều đều với lại cái mức tăng. Tuy nhiên thì giảm nhẹ thôi, tăng thì chúng ta thấy là có sự khả quan nó nhiều hơn. Ngày hôm nay Hang Seng đóng cửa tăng 0,26%, tương đương với lại 76 điểm. Hàn Quốc ngày hôm nay giảm 0,17%, tương đương với lại 3.63 điểm, coi như là tham chiếu ha. Rồi Nhật Bản tiếp tục giảm 0.6%, tương đương với lại 129 điểm. Như vậy thì tình hình thế giới nó vẫn mang đến chất ổn định, không có cái sự đồng loạt giảm, đồng loạt tăng gì nó quá phức tạp ha. Nhìn chung thì vẫn còn ổn định. Chúng ta sẽ đến với lại biểu đồ của các chỉ số chính. Dow Jones thì đang tích lũy thôi, đang tích lũy ở trên vùng cao, chưa có mang đến chất là vẫn có cái sự lượng lượng, nhưng mà thiên về cái chiều xấu ha. Ngày hôm trước là một cây nó giảm mạnh tạo bóng nến dưới, rồi hôm nay là một cây nó có một cây nến doji nhỏ dưới chân. Như vậy thì chúng ta cũng chưa có những kết luận rõ ràng cho cái hướng xu hướng tiếp tới, mà chỉ thấy là nó tích lũy mang đến chất hơi tiêu cực chút xíu. Nếu như mà chỉ cần nó có một cái cây gãy mạnh, mà đặc biệt á, mà giảm dưới khu vực cái đáy cây nến này ha, đó là 25.586, thì chúng ta sẽ có một cái đỉnh, có một cái đỉnh nó rõ ràng hơn cho vấn đề này ha. Xuống dưới đó là tạo đỉnh đó. Còn vấn đề trend á, thì chúng ta thấy là nó đã có những cái sự gọi là lệch lạc, vượt rớt được khỏi trend. Vấn đề thì chúng ta phải cẩn thận. Chẳng hạn như là ở đây á, thì khi mà đo á, thì chúng ta đầu tiên đo đây đúng không, là rớt trend rồi đúng không? Bây giờ đó đây rồi, cũng rất trend đúng không? Nhưng mà cái trend này thì chúng ta có thể vẽ theo cái đường này cũng được, tức là từ cái điểm này ha. Đó, như vậy thì chúng ta đang nằm ở không còn là cái trend tăng. Dow Jones hiện tại trong ngắn hạn không còn trend tăng, và bây giờ nó đang mang đến chất tích lũy và đang có những dấu hiệu tương đối là tiêu cực. Bây giờ mong sao là coi như nó tích lũy thêm và không có những cái giảm giá mạnh, thì chúng ta sẽ có được những cái tín hiệu nó tương đối khả quan. Còn hiện tại bây giờ là nó thiên về chiều xấu ha. Tiếp theo chúng ta đến với lại Hang Seng.
Thì Hansen, thị trường Hansen thì có vẻ tích cực hơn nhiều. Chính phủ Trung Quốc bơm tiền vào thị trường và có những cái gói cho vay rồi này kia mọi thứ để kích cầu kinh tế. Như vậy thì dẫn đến thị trường nó mang đến chất nhiều khả quan. Và đối với tình hình kinh tế của Trung Quốc thì chúng ta thấy nó đang trên một cái đà phát triển. Và mình nghĩ là cái bước phát triển này nó đang bị cạn lại bởi một số cái những cái thương lượng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như là những cái rắc rối mà các doanh nghiệp Trung Quốc đang gặp ở trên thị trường trong cái thời gian hiện tại. Thì mình nghĩ là khi mà nó giải quyết cái vụ này xong thì kinh tế Trung Quốc nó sẽ tiếp tục là tăng. Và cú này mà chắn ngang đường, ông Mỹ mà không chắn ngang đường mà không nổi thì nó sẽ tạo ra một cái là cái sự bứt phá nó sẽ xảy ra sau cái đợt này ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại giá dầu. Giá dầu thì vẫn đang tích lũy thôi ha, vẫn đang tích lũy. Ở dưới đây mây nó hơi dài chút xíu thì chắc là nó đỡ cũng tốt, không đến nổi nó giảm mạnh ha. Khu vực này là khu vực đỡ ok nhất là 55.31 ha, là khu vực đỡ cái giá dầu, là mình thấy nó còn đã có một lần về đây rồi. Và cái chỗ này vẫn tiếp tục là đỡ cho giá dầu, và giá dầu mang đến chất là bạn đang tích lũy thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại giá vàng. Về giá vàng thì vẫn đang loay hoay ở khu vực đáy. Ở dưới chúng ta có hỗ trợ khu vực 1273. Đây là những cái chỗ mà chúng ta có thể quan tâm, quan sát. Tăng mạnh, có một đợt tăng mạnh thì bây giờ có những cái sự điều chỉnh. Bây giờ chẳng hạn như là cái đáy sóng là từ ở dưới đây. Thì chúng ta có một cái đáy. Nếu vẽ theo trend thì chúng ta có một cái trend ở đây. Như vậy thì nó sẽ chia ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó sẽ rớt mạnh thêm vài cây và nó về lại cái khu vực trên cái đường trend này. Trường hợp thứ hai là nó sideways, giảm nhẹ, tung tăng, dung dẻ gì đó rồi bắt đầu sẽ đậu trên cái đường kênh này ở trong tương lai. Như vậy thì nó sẽ test cái đường kênh này để cho ra được một cái trend tăng tiếp của cái thị trường vàng thế giới. Như vậy thì cái chuyện mà chúng ta tăng một mạch lên trên đây rồi chúng ta điều chỉnh như thế này thì nó cũng bình thường thôi. Tăng mạnh thì nó giảm mạnh thôi, không có gì ha. Khi nào mà nó thấp hơn, nó xuống, thứ nhất là không cần ngang bằng đây mà nó gãy cái trend này, thì chúng ta sẽ thấy là cái trend tăng của giá vàng nó không còn nữa. Nhưng mà mình nghĩ là điều này nó cũng ít xảy ra thôi ha. Rồi chúng ta đi vô tình hình trong nước thôi, coi thử hôm nay trong nước như thế nào. Cái máy thì nó bây giờ chỉ mở được từng phần thôi, nó chữa lửa trước và tạm thời là như này trước ha. Rồi cái gì mình sẽ xem xét lại coi cái máy nó sao. Máy móc mà nó cũng giống con người vậy, một thời gian đuối ngày hôm nay thì VN Index của chúng ta trong phiên rồi có những sự rung lắc. Thực ra nó giảm không nhiều, nó giảm về mình thấy là 985 mở cửa thì ở khu vực giá tham chiếu ngày hôm qua là 992, mà về ta 985 thì nó tương đương với lại khoảng cỡ 7 điểm. Như vậy thì nó cũng không về không nhiều lắm, về không nhiều. VN Index của chúng ta ngày hôm nay tăng 0,21%, tương đương với lại 2.04 điểm, lên 994.49 điểm. Tổng giá trị giao dịch ngày hôm nay là 5.100 tỷ, trong đó có 1.650 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 250 triệu cổ phiếu. Có 175 mã tăng, 126 mã giảm và 60 mã tham chiếu. HNX Index ngày hôm nay tăng 0,21%, tương đương với lại 0,23 điểm, tăng lên 108.48 điểm. Tổng giá trị giao dịch ngày hôm nay là 582 tỷ, trong đó có 79 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 51 triệu cổ phiếu. Có 89 mã tăng, 74 mã giảm và 215 mã tham chiếu. Upcom Index ngày hôm nay tăng 0,13%, tương đương với lại 0,07 điểm, lên 56.06 điểm. Tổng giá trị giao dịch ngày hôm nay là 240 tỷ, trong đó có 34 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 13 triệu cổ phiếu. Có 99 mã tăng, 64 mã giảm và 648 mã tham chiếu. Thị trường chúng ta mở cửa ở khu vực mở khu vực 993, tức là chúng ta mở cửa xanh ha, mở cửa xanh nhẹ. Sau đó thì lần quần tới khoảng cỡ 9:30, hơn 9:30 chút xíu thì chúng ta có cái đảo chiều giảm
mang dấu hiệu rất nhiều cái sự tiêu cực nó kèm theo, và sự rung lắc nó xảy ra liên tục. Thì tới khoảng cỡ đầu giờ chiều thì có dấu hiệu kéo nhẹ lên, và khoảng cỡ 2 giờ 15 thì chúng ta thấy là có những sự tăng đột biến và đóng cửa coi như là cao nhất phiên, lên khu vực cao nhất phiên luôn ha. Sau khi mà đi qua các cái chỉ số như thế này, chúng ta thấy là về cái vấn đề mà số lượng thì chúng ta thấy số lượng mà tăng là 175 và số lượng mà giảm là 126. Như vậy thì vấn đề về số lượng thì chúng ta thấy là cái mà tăng nó ok, nó ok hơn ha. Số lượng mà tăng ok hơn. Thì còn với vấn đề chất lượng thì chúng ta thấy tăng khoảng cỡ 2 điểm, tăng 2 điểm. Như vậy thì mức độ tăng là tăng nhẹ. Nó tăng 2 điểm như thế này thì nó sẽ có một số cổ phiếu nó bị kéo, chứ không thôi nó không tăng ít như thế này được. Về cái giá trị giao dịch ngày hôm nay, sau khi trừ đi những cái giá trị thỏa thuận thì ngày hôm nay chúng ta giao dịch 3.400 tỷ. Đây là một mức giao dịch thấp hơn so với lại bình thường. Ví dụ ngày hôm qua thì chúng ta tới 4.000 mấy thì hôm nay còn 3.000 mấy. Đó là một cái gì nó hơi có bị sự hao hụt chút xíu. Đóng góp vào chỉ số tăng ha. Đóng góp vào chỉ số tăng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là sàn Upcom thì không có, sàn HNX thì cũng không có, sàn Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thấy ngày hôm nay có Masan đóng góp 0.2, VRE đóng góp 0.2, VIX đóng góp 0.4, rồi Vinhome đóng góp 0.8, và ngày hôm nay là riêng BLX đóng góp 0.8 điểm tăng của thị trường. Về vấn đề đóng góp vào chỉ số giảm thì chúng ta thấy là Upcom ngày hôm nay thì cũng không, rồi thì HNX thì cũng không. Sàn Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có VCB hôm nay đóng góp 0.3, Novaland đóng góp 0.5 và Vinamilk ngày hôm nay đóng góp vào 0.5 điểm giảm của thị trường ha. Vậy thì tăng giảm nó cũng không đáng kể nhiều, và nó cũng không có nhiều con nó tăng giảm mạnh ha. Thị trường hôm nay mang đến chất là tham chiếu, như vậy nó sẽ có một số cái cổ phiếu mà mang đến chất là cái cổ phiếu mà nó không có ảnh hưởng tới cái chỉ số nhiều, nó tăng điểm. Có một số lượng cổ phiếu đó nó tăng điểm thì dẫn tới điểm số ngày hôm nay nó mới tăng được ha. Chúng ta sẽ đến với một số cái dòng cổ phiếu để coi các dòng cổ phiếu ngày hôm nay như thế nào nhé. Thì trước khi chuyển qua thì trong lúc chờ chúng ta sẽ nói về mua bán ròng. Thì ngày hôm nay thì sàn giao dịch chứng khoán của chúng ta mua ròng ha. Thì sàn Thành phố thì mua ròng 73 tỷ, rồi sàn Hà Nội mua ròng 12 tỷ, rồi sàn Upcom mua ròng 5 tỷ. Tổng thị trường ngày hôm nay thì chúng ta mua ròng khoảng cỡ 90 tỷ ha. 90 tỷ trên toàn thị trường. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại các dòng cổ phiếu. Đầu tiên sẽ là dòng ngân hàng. Nói về dòng ngân hàng thì xanh tương đối rất là nhẹ, không có gì nhiều đặc biệt hết. BIDV trong phiên thì có những lúc là tăng lên cũng tốt lắm, rồi sau đó thì cũng bị đạp xuống ha. Như vậy thì chúng ta thấy các cổ phiếu khác thì cũng không có gì giảm nhiều. Vietcom ngày hôm nay giảm 0.3 thì nó cũng không nhiều ha. Còn đa số là tham chiếu. Như vậy thì dòng ngân hàng nói chung là cũng không có đóng góp vào tăng mà cũng không đóng góp vào giảm, nó mang đến chất hơi mang đến chất tham chiếu ha. Rồi dòng dầu khí thì có vẻ là tương đối tích cực. Gas ngày hôm nay thì tham chiếu thôi. Nhưng mà BLX thì tăng 2.001, rồi thì BVB tăng 1.007, rồi thì BVD tăng 900, rồi thì BVS tăng 300 đồng. Rồi nói chung là có những cái sức tăng tương đối rất là tốt á, rất là tốt. Tiếp tục thì chúng ta đến với lại dòng bất động sản. Về dòng bất động sản thì có tăng có giảm. Hà Đô ngày hôm nay tăng 1.750 đồng, rồi thì CII tăng 950 đồng, rồi thì Vinhome tăng 800 đồng, rồi thì BRC tăng 800 đồng. Novaland ngày hôm nay giảm 1.800. Thì đối với trường hợp của Hà Đô với lại CII, tức là Hà Đô thì cho mua thì cũng lâu rồi, gần như cả hơn một tuần rồi. Còn ví dụ CII là mới cho mua ngày hôm qua, quanh giá 23 mấy, 23.1 đại loại vậy đó, thì cũng có cho mọi người mua, thì cũng may mắn ngày hôm nay nó tăng được 950 đồng. Rồi không biết là T3 thì nó như thế nào. Nói chung là dòng hôm nay VLC tăng 800 đồng nè. Vậy thì
Thì chúng ta thấy là dòng bất động sản ngày hôm nay là có những cái sự đóng góp vào thị trường tương đối cũng rất là tốt ha. Tiếp theo thì chúng ta đến với lại dòng chứng khoán. Đối với dòng chứng khoán thì chúng ta thấy là Hồ Chí Minh ngày hôm nay tăng 400. Rồi thì VND tăng 100 đồng. Nói chung là không có gì tăng giảm nhiều lắm. VCI ngày hôm nay giảm 250 đồng. Ok, nói chung là cũng không tăng giảm nhiều ha. Như vậy thì dòng chứng khoán thì coi như là tham chiếu thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cuối cùng thì chúng ta đến với dòng tổng hợp. Đối với dòng tổng hợp thì về sắc đỏ, chúng ta thấy Vinamilk hôm nay giảm 1.000. Rồi thì ACV giảm 800. Rồi thì Bình Minh giảm 700. Rồi thì CTD giảm 500 đồng. Đó là những cổ phiếu đóng góp vào chỉ số giảm. Về tăng thì chúng ta thấy CVT hôm nay tăng 550 đồng. Rồi thì Dược Hậu Giang tăng 400. Rồi Masan tăng 600. RI tăng 750. RI ngày hôm qua cũng mới cho mua. TCM thì đang có hàng à, hình như hàng hôm nay là ngày về. Hàng về. TCM này ăn là thành hình như đợt 2 rồi đó. TCM tăng 1.600. Rồi thì Vietjet tăng 1.000. VHC tăng 600 đồng. Đó là những cổ phiếu đóng góp vào chỉ số tăng ha. Ok, sau khi đi qua 5 dòng cổ phiếu thì chúng ta thấy là cái đặc biệt là cái vấn đề mà cuối phiên mà nó có một cái lực nó kéo, nó kéo rất là mạnh và nó kéo lên như vậy thì nó làm cho chúng ta có những cái sự cảm thấy là nó khả quan. Thị trường nó mang đến rất là đảo chiều như vậy cho chúng ta cái cảm giác nó khả quan. Rồi thì các dòng cổ phiếu thì chúng ta thấy dòng khí là đang cho những dấu hiệu là tiếp tục gánh thị trường. Rồi thì ngoài dòng khí ra thì chúng ta thấy có những cổ phiếu thuộc dòng dệt may. Rồi những cổ phiếu có cái cơ bản tốt và một số cổ phiếu bất động sản thì đều cho chúng ta những cái sắc xanh nó tương đối tốt. Và dẫn tới là ngày hôm nay thị trường chúng ta là tăng nhẹ ha. Thì chúng ta sẽ đến với lại biểu đồ đi. Xem biểu đồ một chút xíu chúng ta sẽ nhận định cái thị trường của ngày tiếp theo nó như thế nào. Thị trường là rất khó đoán ha. Thị trường rất khó đoán. Đánh tương đối rất khó chịu. Nhưng mà chúng ta khi mà ngồi mà coi nó đánh á thì chúng ta sẽ bắt được cái nhịp. Nhịp của nó là giống như là nếu mà đánh xuống mà chúng ta sợ chúng ta bán ra thì khi mà nó kéo lên lại thì chúng ta phải mua lại. Nó là vậy ha. Tại vì là nó đã lừa được chúng ta và chúng ta phải sửa sai kiểu vậy. Còn ví dụ như chúng ta bán ra rồi chúng ta không dám mua lại nữa thôi là coi như là xong luôn ha. Thì ngày hôm nay á, là VN Index là đóng cửa cao nhất phiên thì đây là một điều tích cực. Tiếp theo thì VN Index khối lượng ngày hôm nay là trên trung bình phiên thì nó cũng là một điều tích cực ha. Như vậy thì ngày hôm nay mang cái hơi hướng của sự tích cực và đây là một cái nến mà tiếp tục cho chúng ta cái khả năng tăng giá chứ không phải là giảm giá. Ok. Khi mà nhìn vô đồ thị thì chúng ta đang thấy chúng ta đang ở vùng cao ha, đang ở vùng cao và cần có những cái sự nó tích lũy thêm để có thể đi thì nó sẽ hợp lý hơn cho vấn đề mà chúng ta cứ tiếp tục tăng. Tuy nhiên thị trường thì nó mang đến chất là luôn luôn đúng, còn chúng ta thì chạy theo thị trường. Trong khoảng chẳng hạn như là khoảng 5-6 phiên nữa thì mình thấy là cái khả năng tích lũy xong hoặc là giảm thì nó sẽ rõ ràng á, ý là nó sẽ tích lũy thêm một khoảng thời gian nữa rồi sau đó là một là tăng hay là giảm đó. Thì hiện tại là chỉ mới nhìn thấy được cái đó thôi. Và ở phía trên chúng ta thì nó vẫn có khu vực 1020 tới 1043, đó là cái khu vực cản phía trên. Đó thì ví dụ như mà nhắm nó bây giờ là chúng ta đang cần nếu như mà những cái kênh thông tin mà đưa ra mang tính chất tốt á và điểm số nó đẩy theo á thì khả năng là chúng ta sẽ có một cái đợt nó chạy nước rút phía trên rồi bắt đầu nó rớt xuống. Nhưng mà cái khoảng cách thì nó cũng không còn nhiều. Từ 994-995 mà lên tới 1020 thì thật ra nó cũng chỉ có khoảng 25 điểm mà. Nó tương đương với một phiên là xong rồi. Ok.
cái cổ phiếu ngày trước á, mà khi mà tăng giá thì bây giờ đang có những cái dấu hiệu điều chỉnh, giống như là Vinamilk, giống như là VCB, thì chúng ta đang thấy có những cái sự chỉnh giá lại ha. Vậy thì chúng ta cũng quan sát ha, quan sát cái tình hình của nó. Đối với trường hợp là nếu như bạn là bạn đang có cổ phiếu thì chúng ta chắc chắn là vẫn có thể nắm giữ tiếp sau khi nó xuất hiện xong cái phiên điều chỉnh này. Đối với trường hợp mà bạn chưa có cổ phiếu á, thì chúng ta hiệp nghĩ là vẫn có thể mua nhưng mà tùy cổ phiếu. Con nào nó tăng rồi thì chúng ta bỏ qua. Chúng ta thấy dòng tiền nó vô đâu thì chúng ta sẽ đi theo đó. Chẳng hạn như là chúng ta thấy dệt may, chúng ta thấy những con bất động sản, chúng ta thấy đại loại những cái chỗ nào mà nó tiền nó vô thì khả năng là coi như nó vẫn có giữ được. Hoặc là nó chỉ điều chỉnh thôi, nếu như có giảm nó chỉ điều chỉnh thôi. Còn những cổ phiếu mà nó ăn theo á, thì nó sẽ có những cái mức giảm nó nhiều hơn ha. Vậy chúng ta quan sát. Rồi như mình ngồi mình me bữa giờ me BIDV thì cũng có cho vô mua BIDV từ bữa giờ, cái chỗ khu vực giá 33 cho mua tới giờ. Cũng chưa bán. Tới giờ thì nó cũng target nó cũng chưa được bao nhiêu thì cũng chưa bán. Thật ra là chuyên về đánh tài cộng, nhưng mà vẫn chẳng hạn như vẫn đưa ra cho mọi người cái mức cắt lỗ cũng như là cái mức kháng cự những cái chỗ mà mục tiêu mà chúng ta có thể đạt tới, để cho mọi người có thể là tự nhận thấy là chúng ta nên cắt chỗ nào, đó là quyền quyết định mọi người. Thị trường nếu mà nó chưa có những dấu hiệu mà cho phép mà chúng ta mà nó giảm mạnh thì chúng ta vẫn tiếp tục mua thôi, chứ hiện tại bây giờ các dấu hiệu nó vẫn chưa cho phép nó rất mạnh ha. Vẫn chưa thấy. Hôm bữa nó có một cái cây đỏ dài đó, là mình nghĩ là nó sẽ rớt vô chế độ nó điều chỉnh rồi đó, mà ngày hôm sau nó thành mẹ bồng con, rồi ngày hôm sau nữa là nó tăng lại luôn. Thì bây giờ nó sẽ chuyển qua chế độ tích lũy nhiều hơn ha. Cái sự nghi ngờ của mọi người hiện tại bây giờ nó vẫn còn, chứ không phải là không có. Mình nghe các kênh mà người ta nói chuyện thì vẫn còn cái sự nghi ngờ của các chuyên gia kỹ thuật, là vẫn còn nghi ngờ. Cơ bản kỹ thuật thì vẫn cũng có nghi ngờ đây. Thế vậy thì mọi người đang chờ cái dấu hiệu là để nó điều chỉnh lại, xong mọi người vô, mọi người bắt đáy. Nhưng mà liệu đó, cái vấn đề đó có thành công hay không? Cái vấn đề mà bay vô bắt đáy có thành công hay không? Tại vì bây giờ các nhà tạo lập thì họ biết là bây giờ có một cái nguồn tiền đứng ngoài chờ sẵn, chỉ cần test xuống thôi, đụng cái chỗ nào đó hồi lại cái là nó bay cái dòng tiền đó vô. Thì bởi vậy là người ta giữ luôn ở trên cao luôn, chưa cho nó xuống. Thì bây giờ mới khó chịu nè. Bây giờ nếu mà dòng tiền nhảy vô thì lại rớt xuống. Mà dòng tiền mà không mở đó thì nó cứ đi ngang rồi nó tăng. Đời nó là vậy ha. Bởi vậy là phải cố gắng vượt qua được những cái cảm xúc. Còn đối với trường hợp của bên Hiệp á, thì Hiệp sẽ cho mua theo dạng T cộng ha. Như vậy thì ngày nào Hiệp cũng cho mua hết. Như vậy thì ngày nào bên Hiệp cũng có hàng về hết. Và chúng ta nếu gặp sự cố xảy ra thì chúng ta có thể xử lý cái tài khoản nó được một phần trước. Cái rủi ro của chúng ta sẽ thấp lại. Ok, như vậy thì trường đang vẫn cho những cái dấu hiệu mang tính chất là tích cực ha, tích cực. Tại vì rất nhiều cổ phiếu nó chưa có tăng, mấy con ngân hàng nó chưa tăng được nhiều hết á, tăng lên chút rồi đứng đó từ bữa giờ mang đến chất tích lũy thôi. Nhiều khi mà ngân hàng nó tăng bây giờ thì cũng hợp lý, nếu như mà có tin tức mang đến chất là nới room này kia mọi thứ mà nó ra quyết định nới room này kia thì mình nghĩ là nó sẽ còn tăng nữa ha. Như vậy thì bây giờ là mọi người vẫn cứ giao dịch bình thường thôi ha, giao dịch bình thường và chia ra để giao dịch cho nó xoay tua, cũng như là phân tán cái dòng tiền của mình ra, chứ đừng nên tập trung quá ha. Tập trung quá thì cũng tùy thôi, tùy con thôi nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại VN30. Trường hợp VN30 á, thì nó có dấu hiệu nó yếu hơn so với lại VN Index. Khối lượng vô thì không nhiều. Ngày hôm nay cho là một ngày bán ra thì khối lượng nó cũng không nhiều luôn. Và con này đối với trường hợp của VN30 thì nó lại đáp ứng một cái trend giảm. Cái trend giảm hiện tại nó vẫn đang giữ trend giảm ngắn hạn. Dưới đây chúng ta có một cái đường đen ở khu vực 911 nó hỗ trợ. Như vậy thì chúng ta đang thấy là VN30 cần tốn thêm một vài phiên nữa, ít nhất là trong tuần này,
để có thể tích lũy xong thì Meta mới có thể đi được. Đây là một vấn đề mà chúng ta đang nhìn thấy. Khi mà coi VN Index á, thì thấy là khối lượng nó nhiều, nhưng mà khi chuyển qua VN30 á, thì mình thấy khối lượng nó không còn bao nhiêu. À ok, như vậy chúng ta nên có những cái sự cẩn thận ha. Tại vì như vậy thì cái dòng tiền nó đổ qua BD, BBS rồi mấy con đó là thuộc dạng của sàn Hà Nội, cũng như là những cổ phiếu nó không phải là nằm trong rổ VN30. À, như vậy thì nó không tạo ra được khối lượng cho VN30 mà nó tạo cho khối lượng của VN Index ha. Tuy nhiên khi bật qua VN30 thì chúng ta lại thấy nó có sự thiếu thốn của khối lượng. Như vậy thì chúng ta cần có sự lưu ý ha. Cần có sự lưu ý chứ không phải là không có chuyện gì xảy ra. Cần có sự lưu ý. Hiện tại bây giờ vẫn còn nằm trên giảm của VN30, vẫn nằm trên giảm ha. Nên cẩn thận chút xíu. Mua bán thì chúng ta nên có những cái mua những cổ phiếu mà nó có những mức tăng mà nó chưa đến nỗi dài lắm ha. Chứ còn nếu mà tăng dài quá rồi thì nó sẽ có những cái hạn chế. Khi rớt rớt mạnh à, xưa giờ nó là vậy. Có tốt là nào khi thị trường xấu cũng rớt. Vẫn mua được nhưng mà trên tinh thần mua nhẹ thôi. Mua nhẹ thôi. Cái khúc này nó hơi khó. VN Index thì nó lại cho phép có thể mua, nhưng mà chuyển qua VN30 cái nó không cho mua luôn. Có vấn đề nằm ở chỗ này một chút xíu ha. Dòng tiền nó chưa vô với lại VN30 mà nó nằm ngoài mấy con của VN Index thôi. Nói chung chúng ta mua bán thì nên cẩn trọng chút xíu thôi. Rồi chúng ta sẽ đến với lại phái sinh thôi. Phái sinh là mình tắt cái này để mở phái sinh được. Đây là cái biểu đồ của phái sinh. Ngày hôm nay là phái sinh có những cái dấu hiệu là rớt khỏi cái trend tăng của chúng ta, và có những lúc là nằm ở phía dưới thì muốn tạo ra một cái trend giảm ha, và cuối phiên thì kéo lên. Như vậy thì chúng ta vẫn cái quan điểm tiếp tục là cho bên 30 F1903 là chúng ta là xu hướng, vẫn là xu hướng tăng, và nó sẽ vẫn theo cái vấn đề là chúng ta thiên và chịu lon nhiều hơn ha. Quan trọng là nó sẽ mở cửa ở khu vực nào. Còn nó vẫn còn nằm trong kênh tăng dài á, thì chúng ta vẫn tính nó là tăng. Còn cái kênh này đó là cái kênh giảm ngắn thôi, kênh giảm ngắn ha. Hôm nay thì nó có dấu hiệu là muốn rút lên trên đây, muốn vượt lên nữa, nhưng mà nó chưa vượt được ha, chưa vượt được. Cái này ngắn hơn, cái này thì nó chính xác hơn, cái kênh nó dễ chính xác hơn. Như vậy thì nó đã có những dấu hiệu vượt lên và sẽ cho tiếp tục là cái xu hướng lon thì nó sẽ rõ ràng hơn ha. Chúng ta quan sát vụ này.
Ok, vậy phát sinh tiếp tục lon thôi. Thì nếu như đưa một cái cây nến vô đây thì chúng ta sẽ có được cái điểm mà nó giao thoa rõ ràng á, là nó nằm ở khu vực 916. Như vậy thì ngày mai nếu như để duy trì được cái xu hướng tăng thì phát sinh nó phải cao hơn 916 thì cái xu hướng của chúng ta tiếp tục là tăng. Còn trong trường hợp mà nó dưới 916 thì chúng ta sẽ có một cái trend nó không còn là xu hướng tăng nữa, và chúng ta sẽ nên cẩn thận cho vấn đề những trường hợp mà nó đóng cửa dưới 916 nha. Đó là cái lưu ý của phát sinh. Thì ngày hôm nay chắc là chúng ta sẽ kết thúc ở đây ha, để cho chương trình nó ngắn, với lại mình cũng đang muốn kiểm tra lại cái clip coi nó có ổn định hay không. Tóm lại một chút xíu thì thị trường khối lượng có tăng giá nhẹ, có một nó hơi thiên hướng về cái vấn đề là cái dòng tiền nó lan tỏa từ blue chip, lan tỏa xuống những cổ phiếu nhỏ hơn, vô những ngách của thị trường. Đó là các bước của cái dòng tiền đang đi và đang có tập trung vô một số cổ phiếu penny mid cap, là cổ phiếu giá rẻ. Như vậy thì chúng ta thấy là cái nó giống như kết thúc một cái chu kỳ mà nó tăng giá, thì nó gần như là tạo ra được những cái dấu hiệu giống như vậy, thì nó cần có những cái sự điều chỉnh. Tuy nhiên hiện tại bây giờ nó sẽ chia ra hai loại điều chỉnh. Điều chỉnh thứ nhất nó sẽ giảm giá về một cái mức nào đó và nó tăng lại. Điều chỉnh thứ hai thì nó đảo trụ, tức là nó con nào tăng rồi thì nó cho giảm, nhưng mà nó sẽ dùng những con khác để nó gánh thị trường, nó thay phiên nhau nó gánh, thay phiên nhau gánh, và cuối cùng nó sẽ có một cái phiên mang tính chất rõ ràng cho vấn đề: một là đạp xuống xong rồi kéo lên lại, hai là vượt red, vượt qua cái kênh và tiếp tục cho cái đà tăng mới, thì chúng ta sẽ có một cái trend tăng mới. Còn hiện tại bây giờ kêu các bạn ngồi ngoài á thì cũng không đúng ha, mà kêu các bạn mua á, thì sẽ nói các bạn mua tương đối cẩn trọng một chút xíu ha, cẩn trọng chút xíu trong khoảng thời gian này, nên chia ra mua các ngày để cho dòng tiền nó xoay, và nên mua những cổ phiếu nào mà nó tăng ở cái mức nó vừa phải thôi, đừng có tăng lên nhiều quá thì sẽ có những sự ảnh hưởng ha. Ví dụ như trong trường hợp ngày hôm nay thấy BLX tăng mấy ngàn đó, nhưng mà đối với mình sẽ không vô lại BLX ha. BLX thì bên mình có mua nhưng mà ra rồi. Ok. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi và lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mình cảm thấy nó cũng không suôn sẻ lắm. Tuy nhiên thì sẽ cố gắng khắc phục cái lỗi phần mềm này kia mọi thứ để nó có thể ok hơn. Cũng như là cái phòng họp tại công ty thì nó sẽ có những cái hạn chế là phòng họp cái kiểu mà có thể nới ra, nên là ngay cả bản thân mình và bên hai bên đều có những cái sự ảnh hưởng chứ không phải một bên. Như vậy thì chúng ta cũng thông cảm cho nhau ha. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại nhé.